Spaß. Okay. Excess lorry death, driver charged with manslaughter of 39 people. A lorry driver has been charged with the manslaughter of 39 people, found dead inside a refrigerated trailer. Tài xế xe đầu kéo bị cáo buộc một xác 39 người được phát hiện đã mất trong xe kéo đâm mạnh. Morris Robinson, 25, was arrested after the bodies of 31 men and 8 women were found in graves on Wednesday. Tài xế Morris Robinson, 25 tuổi, bắt giữ sau khi 31 thi thể nam và 8 thi thể nữ được phát hiện bên trong xe ở thị trấn Graves vào hôm thứ Tư. He is further charged with people trafficking, immigration and money laundering offenses, excess police said. Anh ta bị tài xế Yes. Cảnh sát Essex cho biết anh ta hôm nữa còn bị cáo buộc tội buôn người và vi phạm luật di trú và rửa tiền. Mr. Robinson of Laura Drive, Craigavon, Northern Ireland, is due before Chelmsford Magistrate Court on Monday. Tài xế Robinson, người ở Laura Drive, phụ vùng Craigavon, phía Bắc, Ireland, sẽ trình diện trước tòa án Chelmsford Magistrate vào thứ Hai. Three others, a man and a woman, both 38, from Warrington, Cheshire, and a 48-year-old man from Northern Ireland remain in police custody. Ba nghi phạm khác gồm một nam và một nữ, cả hai đều 38 tuổi, đến từ Warrington, Cheshire, và một người đàn ông 48 tuổi, đến từ Bắc Ireland, vẫn đang bị cảnh sát giam giữ. Yes. All three were arrested on suspicion of manslaughter and conspiracy to traffic people. Cả ba đều bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến tội ngộ sát và buôn bán người. A man in his 20s arrested by Irish police in Dublin was said to be of interest to the Essex police investigation. Một thanh niên khoảng 20 tuổi bị cảnh sát Irish bắt giữ vì bị nghi ngờ là đồng phạm liên quan đến vụ điều tra của cảnh sát Essex. Yes, excellent. Yeah. Cảnh sát trước đó đã nỗ lực để nhận dạng danh tính của 39 người nạn nhân bị thiệt mạng. Đa số là cộng đồng dân Việt Nam. Cảnh sát đang tập nhắm tới cộng đồng người Việt, ok, để tìm ra 39 cái người mà có thể là nghi ngờ là người Việt Nam. Ok. Xin chào. The victim who police initially believed to be Chinese national were inside a refrigerated trailer which came to the UK via the Belgian port to the zipper. Ban đầu cảnh sát cho biết rằng những nạn nhân bị thiệt mạng trong cơn đông lạnh di chuyển đến nước Anh thông qua cảng
Sierra của Mỹ mang quốc tịch Trung Quốc. Yes, trong cái container đông lạnh. Container đông lạnh, yes. Officer said there has been a large amount of engagement from the Vietnamese population since the recovery of the bodies in the early hours of Wednesday. Kể từ khi cuộc điều tra, kể từ khi cuộc điều tra the discovery, discovery. Kể từ khi cuộc điều tra của các nạn nhân bị thiệt mạng, của các nạn nhân bị thiệt mạng vào rạng sáng thứ tư, các lực lượng cảnh sát cho biết rằng có một số lượng lớn tham gia là công dân Việt Nam. Large amount of engagement. The discovery kể từ khi sự việc qua anh những cái 39 xác 39 cái sang nạn nhân bị phát hiện. Ok, vào đầu sang rạng sáng ngày thứ tư thì cảnh sát cho biết là có rất nhiều large amount of engagement, là rất nhiều cái sự phản hồi hoặc là rất nhiều cái sự quan tâm từ phía người dân Việt Nam. Amount of engagement là sự quan tâm, sự ok. Nào, tiếp. Access on the bodies has now been removed from the trailer. Access on the bodies has now been removed from the trailer. Cảnh sát cho biết là các thi thể đã được di chuyển ra khỏi xe container đông lạnh. Yes. And Và đang tiến hành cuộc tử thi khám nghiệm pháp y. Yes. The victim has been carrying very few identity documents, leaving officers relying on fingerprints, DNA, and distinguishing features such as các nạn nhân hầu như không mang theo giấy tờ tùy thân, buộc cảnh sát phải điều tra dựa vào dấu vân tay ADN và các đặc điểm nhận dạng khác như hình xăm hoặc vết hẹo. Excellent. Become an organization of that the Vietnamese community in the UK. Become một tổ chức đại diện cho cộng đồng Việt Nam ở Anh. That it has received photos of nearly 20 people reported missing. Họ cho biết rằng họ đã nhận được những bức ảnh của gần 20 người đang bị mất tích. Yes. The BBC has been contacted by family, Vietnamese families who fear their relatives were among the dead. Gia đình người Việt Nam đã liên lạc với đài truyền hình BBC. Vì lo sợ người thân của mình là một trong số những người thiệt mạng. Yes. Including the family of Phan Thị Trà My, 26, who last messaged her family late on Tuesday. Bao gồm gia đình của chị Phan Thị Trà My, 26 tuổi, và là người đã gửi tin nhắn cuối cùng cho gia đình chị vào tối thứ ba. Yes. Good. Excellent. Good. In a text message shared by her parents, she said, "I'm really, really sorry, Mom and Dad. My trip to a foreign land has failed." Trong một đoạn tin nhắn được chia sẻ bởi gia đình cô ấy nhắn rằng con rất xin lỗi bố mẹ, chuyến đi nước ngoài của con không thành. Okay. Cô ấy là cô nào? Rồi. Ok, on the context.
dạ, chị Phạm Thị Trà My nói, ok. Đúng rồi, có, focus. Teamwork phải focus, dạ, có. Continue. I am dying. I can't breathe. I love you very much, mom and dad. I'm sorry, mother. Con đang chết dần vì không thở được. Con xin lỗi ba mẹ. Con yêu ba mẹ rất nhiều. Con xin lỗi mẹ. Nguyễn Đình Gia believes his son. Nguyễn Đình Lỗi. Lương. Lương. Okay, whatever. Okay. Nguyễn Đình Lương. Nguyễn Đình Lương 20 was also among the 30 victims. 39. Hả, ông. Ông Nguyễn Đình Gia tin rằng con trai mình Nguyễn Đình Lượng 20 tuổi là nằm trong số 39 nạn nhân. Relatives of the third man Nguyễn Đình Tư. Okay. Nguyễn Đình Tư have also contacted with had also contacted the BBC saying they had not heard from you. Người thân của nạn nhân thứ ba Nguyễn Đình Tứ đã liên lạc với đài BBC nói rằng họ không có tin tức gì từ không có tin tức gì từ anh ấy. Yes, continue. His father, Nguyễn Đình Sắc, said his son had been in debt, so decided to travel abroad to seek work. Cha của Tứ là Nguyễn Đình Sắc nói rằng anh ấy đã con của ông đã mắc nợ nên quyết định đi nước ngoài tìm việc. It also emerged on Saturday that the family of a 19-year-old Vietnamese woman Bo Thị Nhung fear she may be among the dead. Công chuyện một lần nữa lại nổi lên vào thứ bảy rằng một gia đình có con gái ở Việt Nam Bo Thị Nhung lo sợ rằng cô ấy là một trong những nạn nhân xấu số. Yes, good points. Prayers have been said for her during a service in Incheon, in the northern central coast region of Vietnam. Gia đình và người thân của chị Nhung đã tổ chức buổi lễ cầu siêu cho chị. Trần Ngọc An. I know. Where? God. No. Yên Thành. Yes. God. Northern. No, it's you. Trần Ngọc An, the Vietnamese ambassador to the UK, visited Greece on Saturday morning in embassy offices and held meetings with ethnic police and the local council. Okay. Trần Ngọc An, the Vietnamese ambassador to the UK, visited Greece on Saturday morning. Morning. All right. Interpret. Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An cùng với cán bộ đại sứ quán đã có mặt tại hiện trường vụ án tại thị trấn Gray vào sáng thứ bảy. With embassy officers and held meeting with Essex Police and the local council. Okay. Và đồng thời cũng làm việc với lực lượng cảnh sát Essex và Essex. Cơ quan chính quyền địa phương. Yes, và hội đồng địa phương. Okay. The ambassador had also spoken to Home Secretary Rita Pato about the deaths. Đại diện cũng đã có buổi
đại diện cũng trao đổi thông tin cùng với Bộ trưởng Nội vụ Preeti Patel về vấn đề trên, về vụ việc trên. In a statement, the MC said they were willing to exchange information and to coordinate with British authority to help identify the victims. In a statement, the embassy said they were willing to exchange information and Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tuyên bố rằng sẽ tiếp tục sẵn sàng trao đổi và sẽ tiếp tục trao đổi thông tin cùng với các cơ quan nhà nước. Coordinate. Hợp tác. Hợp tác, yes. Trao đổi thông tin cùng với các cơ quan nhà nước của Anh, yes. Để nhanh chóng phát hiện ra để nhanh chóng xác minh được danh tính. Yes. It's added that there have been no official confirmation to the identity of victims. Theo đó, hiện tại vẫn chưa có một công bố khẳng định chính thức nào về danh tính của các nạn nhân. The Vietnamese Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc said he has asked the relevant authorities to urgently establish the identities of victims. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao cho hối thúc các nhà chức trách có thẩm quyền khẩn trương điều tra và làm rõ vụ việc. Yes. And look into the cases of Vietnamese nationals who were sent abroad illegally. Đồng thời nhanh chóng phát hiện điều tra các vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang nước ngoài. Yes, okay, thank you. Fine.